Trước đó vào thời điểm chiều tối qua, đối tượng Nguyễn Hiền Thái, 28 tuổi, đã điều khiển xe máy bám theo một người đàn ông đang đeo dây chuyền vàng. Khi đến một khu vực vắng người thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Thái bất ngờ áp sát giật văng sợi dây chuyền khiến người đàn ông ngã nhào. Lúc này nạn nhân tri hô và cùng người dân đuổi theo tên cướp. Đối tượng Thái chạy xe đến đường Lò Gốm thì bị ngã xe nhưng đã nhanh chóng ngồi dậy chạy trốn vào nhà dân. Ngay sau đó, cảnh sát đã bao vây căn nhà. Lúc này, Thái lại luồn ra phía sau nhà tìm cách nhảy từ trên lầu xuống đường tẩu thoát, nhưng không may lại rơi xuống và mắc kẹt trong một ống cống nước như thế này. Hơn 20 phút sau, lực lượng công an mới giải cứu được tên cướp đang trong tình trạng bị thương nặng và đã được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. Qua tìm hiểu bước đầu, Thái là một con nghiện ma túy lâu năm và đã từng có 2 tiền án.